Xin chào cả nhà, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 11 và hôm nay thì chúng mình sẽ đi chơi Trụy Sĩ nha mọi người. Tuần này thì mình cũng chỉ có một ngày nghỉ, thực ra là hai ngày nghỉ. Nhưng mà kiểu như các bạn biết đấy, mình nếu mà đi làm 5 buổi một tuần thì sẽ có hai ngày nghỉ và lần này thì mình bị nghỉ rồi. Đó, thế hôm nay là mình đã quyết định chơi. Thì mặc dù là chỉ có một ngày nghỉ thôi nhưng mà mình sẽ quyết định là thôi thì cứ đi chơi vậy. Tại vì là mình sống ở một thành phố giáp biên giới với Thụy Sĩ nên là mình chỉ mất có 3 tiếng đi tàu thôi đến Interlaken, chính là mình quay phim của bộ phim mà mình rất là thích, đó chính là bộ phim Hạ Cánh Nơi Em, thì ai cũng Hạ Cánh Nơi Anh chứ nhở. Ừ thì ai cũng biết cái bộ phim này rồi, không phải nói nữa. Tại vì mình luôn là muốn đi chơi Thụy Sĩ. Nhưng mà mình thì luôn nghĩ là thì phải mất một tuần hay là 5 ngày thì đi chơi Thụy Sĩ mới bỏ. Nhưng mà các bạn biết đấy, mặc dù là chỉ có một ngày nhưng mà mình đã không bỏ lỡ cái ngày nghỉ lại của mình. Thứ nhất là tại vì là mình đã có vé đi vé Interrail, có nghĩa là một cái vé mà các bạn có thể bước lên tất cả các mọi loại tàu, bất kể là tàu nhanh hay tàu chậm ở trên toàn châu Âu, với một cái mức giá gọi là mức giá nó gọi là giá kiểu bao ấy, tức là mình mua một cái vé mà đi được 10 ngày trong toàn châu Âu. Thì cái vé này mình sẽ được đi 10 ngày trong toàn châu Âu, là mình đã sử dụng hết 9 ngày rồi và mình sẽ còn một ngày nữa. Và mình sẽ quyết định là mình sẽ sử dụng ở lướt lướt Thụy Sĩ. Tại vì ai chẳng biết là Thụy Sĩ là đắt đúng không? Hay là tội gì mà không sử dụng nhỉ? The candles on the tree glow softly, lighting up the lilac snow. Then the quiet of the winter night was filled with wonder and pure delight. Oh, the lilac snow tells secrets of long ago, of carol song, of gifts we've known. Oh, the lilac snow whispers softly on the wind as memories come flowing in, as the light. Lúc đến đó thì mình cũng gặp một người Thụy Sĩ nữa, và họ nói tiếng Đức mà mình kiểu chỉ hiểu được khoảng 50% thôi. Mình tiếng Đức Thụy Sĩ nó rất khác với cả tiếng Đức của ở bên nước Quốc. Vì nhiều ở đó mọi người, mình cứ kiểu đi lên qua. Đầu tiên thì mình sẽ đi bộ, xong mình hỏi cái bác kia là thế tao ở đây đi đâu chơi được nữa. Thì bà bảo là mày phải bắt quay trở lại cái chỗ Interlaken và bắt tàu đi quanh cái vùng này. Thế là bọn mình lại đi bộ về cái chỗ ban đầu để bắt tàu đi chơi.
Ở bên Thụy Sĩ thì mình để ý là mọi người rất là thích thiên nhiên á. Kiểu đi đâu cũng thấy mọi người đi bộ, dắt chó đi dạo. Cuộc sống rất là chill. Đó, sau đó thì mình vì là cái vé của mình có hiệu lực trong ngày thôi, thế là kiểu mình đi chuyến sau là cũng được, nên mình đã bắt đầu đi sang một cái địa điểm khác. Và mình cũng chỉ không có cái kế hoạch gì hết, mình cũng chỉ leo lên tàu thôi và nghĩ là thôi cứ đến nào địa điểm nào đẹp thì mình sẽ dừng chân, kiểu thế thì mình cứ đi. Cuối cùng mình lại hạ cánh được đến cái chỗ Hồ Prince, chính là cái chỗ mà tại ý trong bộ phim kiểu đi tàu ở trên cái hồ này này đó. Trong mà đi tàu ở Thụy Sĩ nó kiểu xứng đáng ở chỗ là kiểu cái view nó rất là xứng đáng ấy, kiểu như cảm thấy là đi tàu là một cái trải nghiệm tuyệt vời chứ không phải là một cái thứ mà mình ghét. Nhưng mình rất là ghét đi tàu, kiểu như tàu Deutsche Bahn, tàu đi ở Tokyo kiểu nó ồn, thứ nhất là nó ồn, thứ hai là nó kiểu cảnh thì cũng có cảnh đẹp đúng không, nhưng mà kiểu như cái cảnh ở Thụy Sĩ thì nó kiểu có nước, có hồ, có núi, có sông, có biển, kiểu như có tất cả mọi thứ khiến cho mình cảm thấy là đi tàu ở rất là ồn. Sweetest, well, my destination. If you're looking to begin, then. Saki. So we are here at Prince. How to spell it? Prince. 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 How nice it is. And my hair, there's a few done, and the stains on my shirt. It looks another unplanned trip. We just jump on a train and run. Nothing matters to me, 'cause I'm just a. That's just perfect. Mass embodied on my body. Please direct me from the part we take for granted, a slanted world, ignoring life is better when all unfurled. All sprawled out across a made bed. Learn to love what's beneath my head. Dirty laundry, let it rest. I'm a wreck, but that's the best I'll ever be. So let it be. Don't fix you up, you everything. Đó, đến mình cuối cùng thì mình đã đến Lake Missouri. Mình định đến đấy để uống cà phê hay là ăn cái gì đấy kiểu thực tế mình mới về. Every breath and dull attempt to clean it up is spent in chest.
Kết quả là kiểu đó, kiểu cửa hàng thì cũng mình nóng hết lên là mình chỉ còn mấy cái bánh mì buổi sáng mang đi nghe chỉ kiểu hèn vãi mà đó, trong ví dụ mình chưa còn mấy cái bánh mì đang bọn mình chỉ kiểu đi chơi lên quay thôi chứ không dám đi xa tại vì sợ đi xa hơn nó thì sẽ tối và sẽ bị bẹt đói ấy. Nên là mình cũng chỉ đi lên quanh ở trong cái hồ đấy thôi. I just switch to German and English, so. Để công nhận là kiểu mặc dù không có nắng nhưng mà cảnh nó vẫn rất là đẹp luôn. Như mình thấy ba phần ở đây toàn người châu Á đến đây chụp ảnh hay sao ấy, tại vì là hình như là tại bộ phim đấy, cứ như đi đâu cũng gặp người châu Á đi chụp ảnh cái hồ này. Mặc dù không đông nhưng mà đa phần khách du lịch đến đây là người châu Á, chỉ hiểu tại sao nữa. Đó, sau đó thì bọn mình lại đi về rồi, tại vì là mình rất là sợ tối và sợ lạnh. Đó, và cũng ở đó cũng kiểu không có cửa hàng gì mở cửa lỡ nên là thôi thì đi về để kiếm đồ ăn còn hơn. Mình sẽ quay trở về Zurich để ăn. Mà chung là cái quãng tàu về nó vẫn còn sáng và vẫn rất là đẹp. Thế là mình đã nghĩ là mình đã quyết định đúng đắn, tại vì mình muốn lưu giữ cái cảnh cuối cùng mà mình nhìn thấy là cảnh đẹp. Đó, mặc vì là cái video lần này nó chỉ có một ngày thôi nên là nó rất là ngắn. Mình nói một tẹo đã hết rồi. Đấy, về để kết thúc chuyến đi thì mình đã đến đi ăn ramen ở Thụy Sĩ. Trong là quanh đi quẩn lại đi châu Âu thì mình cũng vẫn sẽ tìm đồ ăn châu Á để ăn thôi. Nên là, đó thì buổi tối mình đi ăn cùng nhau. Cho mình rất thích cái cảm giác được đi ăn nhà hàng ấy, mặc dù nó siêu siêu đắt nhưng mà thôi thì thận đâu thì quen đấy mà. Đó, video của mình chỉ đến đây là hết rồi, và mình mong là lần sau mình sẽ được đi chơi lâu hơn, mình sẽ book khách sạn, mình sẽ ngủ qua đêm, mình sẽ thức dậy. Nhưng mà thôi thì thế là được rồi. Chào các bạn nha, bye bye. Và mong là lần sau mình sẽ dẫn các bạn đi chơi lâu hơn. Bye bye, cheers.